Biển Đông xin giới thiệu với các bạn, đây là con cua và con nặng là 3,5 cân. Và ngay bây giờ thì sẽ cắt tiết tại bàn cho khách. Con cua còn rất là khỏe nhé. Chúng ta sẽ cắt tiết tại bàn. Đây chân này. Quay luôn vào đây. Quay luôn đây. Vâng. Quay lên gia đình nhé. Một bàn khách rất là tuyệt vời. Có 4 người lớn và 2 em bé và thưởng thức một con cua Alaska rất là ngon. Lấy thêm một cái bát con cho chị với em ơi. Đây này. Đức Anh, cái cái lau tao cũng nhanh. Phần tiết này em cứ cho chảy ra để lát cho vào trong cháo cho khách ăn cho bổ. Đây là không khí tại sảnh tầng 2 tại sảnh Biển Đông, địa chỉ số 2 ngõ 84 Trần Thánh Tông, quận 4. Rất đông vui khách tới đây các anh chị nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Con cua Alaska có rất là nhiều tiết ạ. Một con cua như thế này thì có thể đánh đến khoảng tầm 3 đến 4 ly tiết canh ạ. Thôi, xin cảm ơn. Tiết các bạn nhìn thấy không? Tiết nhiều ơi là nhiều này. Đầy một bát rồi đấy ạ. Em quay đây. Ông về đây. Tiết nó còn chảy rất là nhiều. Quay đấy, đúng rồi. Đây này em ơi, qua nhìn nhau cái kia này. Rồi, Hải ơi Hải, bịt một đầu lại đi, để cho nó không chảy ra nhà đi. Cầm ra con cua đi, để con cua vẫn sống như mọi người nhìn thấy. Nó rất là khỏe, con cua vẫn còn sống khỏe các bạn nha. Quay ngược này của chị với, mặt trong. Rồi, con cua vẫn còn sống khỏe đấy ạ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn toàn bộ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Em xin phép chuyển con cua này đi để chế biến thành món của nhà mình. Chúc cả nhà thật ngon miệng ạ. Em xin cảm ơn. Rồi. Đến 4 này, 5 này, 6 này.